Hot, Đỗ Mỹ Linh thông báo kết hôn cùng chồng thiếu gia Đỗ Vinh Quang, tiết lộ giấu kín đến hiện tại. Giữ kín danh tính chồng sắp cưới trước truyền thông, sáng 13 tháng 10, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lần đầu đăng ảnh thiếu gia Đỗ Vinh Quang, chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội và thông báo về việc sắp cưới. Đồng thời, sau khi lập gia đình với doanh nhân Đỗ Vinh Quang, cô sẽ tạm gác công việc trong showbiz. Sáng nay 13 tháng 10, Đỗ Mỹ Linh lần đầu công khai mối quan hệ tình cảm với con trai bầu hiển, xác nhận chuyện sắp kết hôn. Bộ ảnh cưới được cô thực hiện vào tháng 9 ở Italy. Người đẹp diện mẫu váy thực hiện riêng với chi tiết cúp ngực, khoe vai trần, chất liệu ren và voan. Chú rể Vinh Quang lịch lãm với vest cài nơ cổ. Sáng nay 13 tháng 10, Đỗ Mỹ Linh chính thức xác nhận với mọi người thông tin kết hôn với Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn TNT Group, đồng thời là Chủ tịch Câu lạc bộ Hà Nội Đỗ Vinh Quang. Hôn lễ của đôi trẻ sẽ được diễn ra vào ngày 23 tháng 10 tại Hà Nội. Lễ cưới tổ chức trong không gian riêng tư kín đáo với sự tham gia của người thân hai bên gia đình và số ít bạn bè đối tác. Cô viết, cuối cùng ngày này cũng đã tới, hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày sinh nhật tuổi 26. Linh muốn dành hết niềm vui và hạnh phúc trong ngày hôm nay để chính thức thông báo với mọi người về quyết định quan trọng nhất của cuộc đời mình. Linh vẫn còn nhớ những ngày đầu tiên khi mới đăng quang Hoa hậu, rất nhiều câu hỏi về chuyện tình cảm, về người ấy, nhưng chưa bao giờ lên tiếng và ở thời điểm đó, Linh luôn hứa rằng khi nào tìm được một người xứng đáng sẽ ở bên suốt cuộc đời thì sẽ chia sẻ với mọi người. Và đến giờ, Linh đã giữ được lời hứa đó rồi đây. Thời gian đầu, cả hai giấu kín mọi thông tin tránh xuất hiện chung trước công chúng. Ngày 27 tháng 4, cả hai được bắt gặp cùng ngồi ở hàng đầu xem buổi biểu diễn của ca sĩ Nu Phước Thịnh. Ngày 3 tháng 7, cặp sao tiếp tục xuất hiện cùng nhau trên khán đài VIP sân Hòa Xuân theo dõi trận Hà Nội gặp Đà Nẵng tại V-League. Theo một nguồn tin, 4 ngày sau, ông Vinh Quang cầu hôn Hoa hậu Mỹ Linh. Hoa hậu Việt Nam 2016 nói thêm, những ngày vừa qua, mọi người đã biết đến thông tin này qua rất nhiều nguồn. Linh rất tiếc khi không thể chia sẻ điều gì ở thời điểm đó. Ngay từ ngày đầu, khi quen nhau cho đến khi anh Quang cầu hôn Linh và hai đứa chuẩn bị đám cưới, Linh chưa bao giờ nghĩ là sẽ giấu mọi người vì đây hoàn toàn là chuyện vui. Chỉ là Linh muốn chờ đến đúng thời điểm đúng ngày hôm nay, ngày sinh nhật cuối cùng còn độc thân để chính thức chia sẻ với mọi người về đám cưới của mình. Linh không biết phải bắt đầu từ đâu về chuyện tình yêu của Linh và anh Quang. Linh chỉ biết những ngày ở bên anh ấy là những ngày bình yên và hạnh phúc nhất. Linh và anh may mắn khi có được sự chấp thuận của hai bên gia đình, sự yêu thương vun vén từ bạn bè hai bên và mong rằng trên chặng đường phía trước, mọi người sẽ luôn ủng hộ và chúc phúc cho hai đứa mình. Cuối bài đăng, Đỗ Mỹ Linh chia sẻ ngoài ngày sinh nhật tháng 10 sẽ còn ghi dấu ấn là ngày cưới của cô. Được biết lễ cưới của Đỗ Mỹ Linh sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 10 tại Hà Nội. Cả hai có sự đồng điệu trong sở thích, quan điểm sống, đam mê chung là thể thao. Cả hai cũng đều sinh ra và lớn lên trong gia đình ở phố cổ Hà Nội, coi trọng nền nếp văn hóa truyền thống và đề cao giá trị của gia đình. Cũng theo lời nàng hậu sinh năm 1996, chồng sắp cưới Đỗ Vinh Quang, hơn cô 1 tuổi, là người chín chắn, biết thông cảm cho công việc của bạn gái. Chuyện tình cảm của đôi uyên ương được hai bên gia đình ủng hộ. Sau thời gian nói chuyện tìm hiểu, chúng tôi thấy hợp nhau và đi đến một quyết định quan trọng nhất của đời người là kết hôn. Bạn trai cũng muốn lập gia đình ở thời điểm này và tôi nghe lời nửa kia, Hoa hậu nói thêm. Đỗ Mỹ Linh cũng cho biết, ở từng độ tuổi, quan điểm sống của mỗi người đều thay đổi. Sau khi lập gia đình với Chủ tịch Câu lạc bộ Hà Nội Đỗ Vinh Quang, Đỗ Mỹ Linh sẽ tạm gác một số công việc trong showbiz để tập trung chăm lo cho gia đình. Nàng hậu sẽ tạm dừng hoạt động showbiz để lui về chăm sóc gia đình nhỏ, đồng thời cô còn khẳng định, dù có chồng nhưng không bỏ cuộc chơi. Bạn trai tôi không áp đặt hay ép buộc phải nghỉ việc để toàn tâm lo cho gia đình. Tôi cũng không hẳn theo chồng bỏ cuộc chơi. Tôi vẫn có những ước mơ đam mê cá nhân. Chỉ là đến thời điểm nào đó tôi sẽ chỉ chọn những công việc sự kiện phù hợp với bản thân. Cô tâm sự.